10 cầu thủ xuất ngoại nổi bật của bóng đá Thái Lan. Cầu thủ Thái Lan xuất ngoại sớm so với Đông Nam Á từ thập niên 1970 và cũng dẫn đầu về thành công. Guitaja Lauhaun được thừa nhận rộng rãi là cầu thủ Thái Lan đầu tiên thi đấu ở nước ngoài khi khoác áo câu lạc bộ Nhật Bản Janma Diesen, nay là Cerezo Osaka, năm 1977 đến 1978, ghi 14 bàn sau 30 trận. Sau đó, ông sang Đức thi đấu ở Bundesliga 2 với 33 trận cho Hertha Berlin giai đoạn 1979 đến 1981, rồi 54 trận cho FC Saab Zucken 1982 đến 1984. Sau đó, cựu tiền vệ sinh năm 1954 về nước thi đấu cho câu lạc bộ làm nên tên tuổi Rice Racha. Năm 1986, ông trở lại Nhật Bản chơi 32 trận, ghi 6 bàn cho Matsushita, nay là Gamba Osaka. Lauhaun giải nghệ một năm sau đó. Lauhaun sau này làm huấn luyện viên ở cả Thái Lan và Nhật Bản. Ông từng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan năm 1997 và 1998, rồi làm giám đốc kỹ thuật liên đoàn bóng đá Thái Lan từ 2016 đến 2018. Tiền đạo nổi danh Pisa Phongpueon là cầu thủ Thái Lan đầu tiên thi đấu ở Hàn Quốc. Ở giai đoạn 1984 đến 1986, ông chơi cho Lucky Gold Star FC, nay là FC Seoul, ghi 17 bàn sau 34 trận, và làm đồng đội của cựu huấn luyện viên Việt Nam Park Hang-seo, cựu trợ lý huấn luyện viên Lee Jung-jin. Ông giành chức vô địch quốc gia Hàn Quốc 1985, kèm danh hiệu ghi nhiều bàn nhất, 12, kiến tạo nhiều nhất 6 và lọt đội hình tiêu biểu. Sau đó, cựu tiền đạo sinh năm 1959 thi đấu cho câu lạc bộ Malaysia Pahang từ năm 1986 đến 1989, với 70 bàn sau 61 trận. Pisa Phong nổi danh trong nước với hai giai đoạn thi đấu cho Roy ở Thai Air Force, nay là Air Force United, là 1979 đến 1984 và 1989 đến 1997, với 393 trận và ghi 255 bàn. Ở cấp đội tuyển quốc gia, Pisa Phong là cầu thủ thi đấu nhiều thứ 5 với 100 trận, ghi bàn nhiều thứ 2 với 70 bàn, kém Kiati Sắc 1 bàn. Huyền thoại Kiati Sắc Sena Moang vẫn được tôn sùng là cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá Thái Lan. Ở cấp đội tuyển quốc gia, Kiati Sắc là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất, 71 và thi đấu nhiều nhất, 134 trận. Sự nghiệp xuất ngoại của ông qua 4 nước, lần lượt là Malaysia, Anh, Singapore và Việt Nam. Sau mùa 1998 đến 1999 thi đấu cho Perlis, cựu tiền đạo sinh năm 1973 chuyển đến Huddersfield Town để trở thành cầu thủ Thái Lan đầu tiên chơi bóng ở Anh. Kiati Sắc về nước một mùa, rồi sang Singapore thi đấu cho Armed Forces, nay là Oriel FC, mùa 2001 đến 2002. Năm 2002, khi 29 tuổi, Kiati Sắc gia nhập Hoàng Anh Gia Lai trở thành vụ chuyển nhượng đình đám ở Đông Nam Á. Sự đầu tư mạnh mẽ của Bầu Đức giúp Hoàng Anh Gia Lai vô địch V-League 2 mùa liên tiếp 2003-2004. Không những thế, nó mở ra con đường cho hàng loạt ngôi sao Thái Lan đến V-League, nổi bật có Tatsawun Sripan, Dusit Chalemsan, Datsa Con Thông Lao Hoàng Anh Gia Lai, Qaraoti Srimaker, Sarai UTH Chai Cam Đi, Bình Định, hay Thớt Sách Chai Man Ngân hàng Đông Á. Năm 2006, Kiati Sắc giải nghệ ở Hoàng Anh Gia Lai, có thể coi là mốc kết thúc trào lưu cầu thủ Thái Lan sang Việt Nam. Nối tiếp Kiati Sắc sang Anh là tiền đạo Teera Siu Giang Gia. Tháng 7 năm 2007, Giang Gia cùng Suri Sukha và Kiat Pro Utsai Oal được đến Manchester City thử việc, sau khi cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra mua lại câu lạc bộ. 4 tháng sau, cả ba ký hợp đồng nhưng được cho câu lạc bộ Thụy Sĩ Grasshopper mượn. Giang Gia được chơi 6 trận cho đội dự bị ở giải hạng 4 và ghi 2 bàn. Mặc dù không ra sân cho đội 1 Man City, Teera Siu thừa nhận thời gian ở Man City giúp anh giỏi hơn. Tháng 10 năm 2018, khi giới chủ UAE tiếp quản Man City, bộ ba cầu thủ Thái được giải phóng hợp đồng. Đến tháng 2 năm 2014, Giang Gia chuyển đến Almeria theo hợp đồng cho mượn 1 năm từ Moang Thong, giúp anh trở thành cầu thủ Đông Nam Á và Thái Lan đầu tiên chơi ở La Liga, với 6 trận, cùng 4 trận ở Copa del Rey và ghi 1 bàn. Tháng 1 năm 2015, Teera Siu trở lại Moang Thong thi đấu tiếp 3 mùa. Sự nghiệp xuất ngoại của Giang Gia tiếp tục vào năm 2018, khi chơi 37 trận và ghi 7 bàn cho câu lạc bộ G1 San Freke Hiroshima. Năm 2020, anh gia nhập Shimizu S-Pans và ghi 3 bàn sau 24 trận,
10 năm sau thời Kia Tisak, bóng đá Thái Lan xuất hiện lứa cầu thủ xuất chúng, với đầu tàu mang tên Chanathip Songkrasin. Tiền vệ được mệnh danh là Messi Thái, được xem là người tái mở đường cho cầu thủ Thái Lan sang Nhật Bản. Tháng 7 năm 2017, Chanathip chuyển từ Muang Thong United đến câu lạc bộ J-League 1, J1 Consadole Sapporo với hợp đồng cho mượn 18 tháng, với giá 500.000 USD. Đến tháng 2 năm 2019, câu lạc bộ Nhật Bản mua Đức Chanathip với hợp đồng 5 năm trị giá 2,5 triệu USD. Tiền vệ sinh năm 1993 thường xuyên đá chính, với 123 trận và ghi 16 bàn. Năm 2018, anh được chọn vào đội hình tiêu biểu J1, và là cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Consadole. Tháng 1 năm 2022, Kawasaki Frontale, khi ấy là đương kim vô địch J1, mua Chanathip với giá 3,8 triệu USD, kỷ lục chuyển nhượng cầu thủ giữa các câu lạc bộ Nhật Bản khi ấy. Tuy nhiên, chấn thương nhiều khiến anh chỉ chơi 26 trận và ghi 3 bàn sau 2 mùa. Đến tháng 6 năm 2023, BG Pathum United chi 2 triệu USD để mua lại 1 năm rưỡi hợp đồng, và đưa Chanathip trở lại Thái Lan thi đấu. Nửa năm sau khi Chanathip đến J1, The Era Thonbun Maithorn cũng được Muang Thong cho Vissel Kobe mượn 1 năm và lập tức chiếm suất đá chính. Ngoài 35 trận trên mọi đấu trường, The Era Thon còn được sát cánh với 3 siêu sao thế giới đã qua thời đỉnh cao, gồm Lucas Podolski, David Villa và Andres Iniesta. Đến mùa 2019, hậu vệ trái sinh năm 1990 tiếp tục được cho mượn đến Yokohama F. Marinos. Trong 30 trận, The Era Thon đá 25 trận và ghi 3 bàn ở J1, trở thành cầu thủ Thái Lan đầu tiên vô địch quốc gia Nhật Bản. Tháng 1 năm 2020, Yokohama F. Marinos mua Đức The Era Thon từ Muang Thong với mức phí khoảng 1,1 triệu USD. Anh chơi thêm 2 mùa với 64 trận ở mọi giải, trước khi về nước thi đấu cho Buriram United đến nay. Thủ môn Kawin Tham Sa Chay Nơn cùng thế hệ với Chanathip và The Era Thon. Sau 10 năm chơi cho Muang Thong, anh chuyển đến câu lạc bộ hạng nhất Bỉ Oluven từ tháng 1 năm 2018, với hợp đồng 5 năm. Thủ môn sinh năm 1990 nhanh chóng chiếm suất bắt chính, với 19 trận trong 9 tháng. Tuy nhiên, chấn thương chân khiến anh nghỉ thời gian dài, rồi mất vị trí chính thức. Tháng 2 năm 2020, Kawin chuyển đến Consadole Sapporo với hợp đồng cho mượn 1 năm. Anh ngồi dự bị 28 trận ở J1, thi đấu 2 trận ở J-League Cup, trước khi trở lại Oluven, nhưng không thể có vị trí chính thức. Anh trở lại Thái Lan vào tháng 1 năm 2022, lần lượt chơi cho Pot FC và Muang Thong, trước khi giải nghệ vào tháng 6 năm 2024. Thần đồng bóng đá Thái Lan Suphanat Nguyanta Trái cũng chơi cho Oluven từ mùa 2023 đến 2024, với 369 phút trong 14 trận và ghi 1 bàn. Đến mùa này, anh mới thi đấu 61 phút sau 2 trận. Hợp đồng giữa đôi bên sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2025. Trước đó, Suphanat từng sang Leicester City tập huấn thời gian ngắn năm 2022 và 2023. Suphanat sinh năm 2002, đang giữ một loạt kỷ lục, như cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại vòng chung kết U23 châu Á, cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại AFC Champions League, cầu thủ trẻ nhất ghi bàn và thi đấu tại Thái League, cầu thủ trẻ nhất thi đấu cho đội tuyển Thái Lan. Anh trưởng thành từ lò Buriram United, lên đội 1 từ năm 16 tuổi và đã ghi 32 bàn sau 143 trận. Anh ruột của Suphanat là Supachat Sarachat đang là cầu thủ Thái Lan, gây ấn tượng nhất ở nước ngoài hiện tại. Tháng 7 năm 2022, Supachat được Buriram cho Consadole Sapporo mượn. Sau 7 trận với 93 phút và có 3 kiến tạo, Supachat gây ấn tượng đủ tốt để Consadole ký hợp đồng 5 năm. Mùa trước, Supachat chơi 26 trận với 1.250 phút và ghi 7 bàn. Đến mùa này, anh đã thi đấu 20 trận với 1.478 phút và ghi 2 bàn. Tuy nhiên, Consadole đang đối mặt nguy cơ xuống hạng, khi đang đứng thứ 19 tại J1 với 26 điểm, kém vị trí 17 6 điểm trong khi giải còn 7 vòng đấu. Cầu thủ Thái Lan còn lại đang thi đấu ở J1 là Ekernit Panja. Tiền vệ sinh năm 1999 gia nhập Laoa Red Diamonds từ tháng 7 năm 2023, với hợp đồng cho mượn từ Muang Thong đến tháng 12 năm 2024. Sau 2 mùa giải, Ekernit thi đấu 14 trận với 297 phút ở J1, 4 trận với 123 phút ở J-League Cup. Ở AFC Champions League 2023 đến 2024, Ekernit thi đấu 4 trận với 163 phút, ghi 1 bàn trong trận Laoa thắng Hà Nội FC 6-0 ở vòng bảng.